Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với huyện Đức Trọng và Lâm Hà. Sản lượng sau xuất khẩu Lâm Đồng tăng 95%. Nhịp sống mới ở Tố Lan. Mở rộng quy mô gói tín dụng lâm thủy sản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 21 tháng 2, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về kết quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. Cùng tham dự có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các ban đảng tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy và chánh thanh tra tỉnh. Về phía Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy có đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cùng lãnh đạo và cán bộ công chức Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tham dự. Báo cáo với Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Đức Hiệp, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cho biết, năm 2023, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tham mưu cho tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các quy định hướng dẫn của Trung ương cũng như ban hành các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ. Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng chương trình và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Việc triển khai nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tương đối toàn diện, đồng bộ và hiệu quả. Trong đó tập trung trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, nhất là đi vào những lĩnh vực khó, phức tạp như đất đai, tài nguyên khoáng sản. Trong lĩnh vực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao, năm 2023, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy kiểm tra 8 tổ chức đảng và 10 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận quan tâm. Đồng thời tham mưu tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 7 đảng viên, đề nghị Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương khai trừ 3 đảng viên. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng và 4 đảng viên, giám sát 2 tổ chức và 5 đảng viên. Hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra ban hành kế hoạch và triển khai xác minh tài sản thu nhập 33 đảng viên theo quy định. Tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 850 tổ chức đảng và trên 6.700 đảng viên, giám sát 477 tổ chức đảng và trên 1.300 đảng viên. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 15 tổ chức và 32 đảng viên, giám sát 361 tổ chức đảng và 632 đảng viên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy cùng các ngành liên quan và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã phát biểu trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong đảng, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra giám sát trong đảng, những tồn tại bất cập trong việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên, tài chính đảng. Từ đó đề xuất các kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng và then chốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ghi nhận đánh giá cao tinh thần đổi mới trong công tác tham mưu kiểm tra giám sát trong Đảng của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thời gian qua. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cần quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của Trung ương, nắm vững các quy trình kiểm tra giám sát, tập trung việc kiểm tra các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng, các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận quan tâm. Kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, chủ động, quyết liệt hơn triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình kiểm tra cần có kết luận rõ ràng các ưu điểm, khuyết điểm để từ đó giúp các tổ chức đảng và đảng viên kịp thời nắm vững, khắc phục khuyết điểm. Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn đề nghị trong quá trình kiểm tra giám sát phải khách quan, trung thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, nắm vững các hồ sơ, tài liệu, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm tra giám sát và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, quy định điều lệ đảng và xây dựng tổ chức bộ máy cán bộ công chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng thời gian tới. Trước đó, vào chiều hôm qua 20 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Lâm Hà về công tác quản lý bảo vệ rừng,
chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, lãnh đạo các sở ban ngành đã tham dự. Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà cho biết, đến thời điểm này, các hoạt động sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, trồng trọt, chăn nuôi đều có bước phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 2 tháng đầu năm đạt 248 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 19 tháng 2 được hơn 61 tỷ đồng, đạt trên 17% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được thực hiện thường xuyên liên tục. Hai tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Lâm Hà xảy ra một vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm so với cùng kỳ. Đối với đầu tư công, năm 2024, tổng kế hoạch vốn của huyện Lâm Hà hơn 358 tỷ đồng cho 20 công trình, đến nay đã giải ngân hơn 9 tỷ đồng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2024, huyện Lâm Hà được bố trí nguồn vốn gần 69 tỷ đồng phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác giảm nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng của huyện Lâm Hà vẫn còn những tồn tại bất cập. Quá trình triển khai xây dựng một số công trình gặp khó khăn như dự án hồ thủy điện Đông Thanh do vấn đề sạt trượt đất, quá trình thi công tuyến giao thông phyto xã Lát vướng vấn đề giải phóng mặt bằng liên quan tới việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của lãnh đạo và nhân dân huyện Lâm Hà trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời lưu ý thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh công tác phòng chống khô hạn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S lưu ý, về vấn đề đầu tư công, cần kịp thời bố trí nguồn vốn cho các công trình dự án. Đối với các kiến nghị liên quan đến quy định về đầu tư công, chương trình đầu tư mục tiêu quốc gia, đề nghị các sở ngành quan tâm phối hợp với địa phương đề xuất đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ, tiếp tục giải quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc các dự án đầu tư công của địa phương, nhất là đối với dự án hồ thủy lợi Đông Thanh và các tuyến đường vành đai Tân Văn Đạ Đền, tuyến giao thông phyto xã Lát, tập trung hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Lâm Hà trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Dịp này, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác cũng đã đi thăm một số mô hình sản xuất tiêu biểu cũng như dự án đầu tư xây dựng giao thông trên địa bàn huyện Lâm Hà. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn, sáng 21 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, kiểm tra, động viên sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng. Cùng đi có lãnh đạo các ngành và chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc đã đến thăm nhà máy Agriex. Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất kinh doanh, sản phẩm nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản. Bình quân mỗi năm xuất khẩu hơn 4.000 tấn rau củ quả với doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Nhà máy đang phát triển vùng nguyên liệu tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, đồng thời tạo liên kết sản xuất với 70 hộ dân trong vùng. Đơn vị cũng giải quyết tốt việc làm cho 60% lao động tại địa phương, trong tổng số là 400 lao động đang làm việc tại đây. Cũng tại khu công nghiệp Phú Hội, ông Nguyễn Ngọc Phúc và thành viên đoàn công tác đến thăm công ty Trường Hoàng, một trong những doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ chanh dây chất lượng cao. Với công suất chế biến đạt 52.000 tấn nguyên liệu một năm, riêng năm 2023 đã xuất khẩu hơn 3.650 tấn thành phẩm, trong đó 95% sản phẩm từ chanh dây. Doanh thu năm 2023 cũng đạt khá cao với 450 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lắng nghe chia sẻ về hoạt động của các doanh nghiệp. Đặc biệt đây là hai nhà máy chuyên sản xuất chế biến sản phẩm đặc thù địa phương. Tuy nhiên hiện nay, việc xây dựng vùng nguyên liệu chưa đáp ứng nhu cầu thu mua và công suất chế biến. Vì vậy, các đơn vị mong muốn thời gian tới tiếp tục được mở rộng, liên kết, phát triển vùng rộng hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận hoạt động hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, kết quả này là tín hiệu đáng mừng, nhất là tăng trưởng về doanh thu và số lượng xuất khẩu. Điều này cũng thể hiện sự năng động, nhạy bén và quyết tâm vượt khó của các đơn vị. Ông Nguyễn Ngọc Phúc chúc mừng và đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, cần quan tâm 3 vấn đề, đó là giải quyết việc làm cho lao động, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Muốn làm được điều này thì rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành liên quan, đồng hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định năm 2024 dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. Nhưng với tinh thần, khí thế lao động, sản xuất ngay từ đầu năm, mong muốn các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng sẽ có sự bứt phá vươn lên, đạt được những mục tiêu sản xuất, đem lại nguồn thu cho đơn vị và nền kinh tế chung của tỉnh Lâm Đồng. Thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Vượt qua những khó khăn ngày mới hình thành, thôn Tố Lan, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻ nay có bước chuyển mình khá toàn diện nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước và sự phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế sản xuất. Với thế mạnh về khí hậu thổ nhưỡng, Lâm Đồng đã phát triển nhiều loại nông sản phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Một trong những nông sản xuất khẩu tăng trưởng cao, chiếm giá trị lớn trong thời gian qua, phải kể đến mặt hàng rau các loại của địa phương. Rau là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh với sự tăng nhanh về lượng. Năm 2023, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau Lâm Đồng đạt trên 74 triệu đô la, tăng trên 95% sản lượng và tăng 45% về giá trị so với năm 2022, với các thị trường xuất khẩu chủ yếu là khu vực Đông Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Các loại rau xuất khẩu chủ yếu là xà lách, các loại và các rau ăn lá khác, cùng ớt chuông, đậu, khoai tây, cà rốt, v.v. Để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, các loại rau được nông dân Lâm Đồng áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng, tiêu chuẩn, mẫu mã mà nước nhập khẩu đưa ra. Việc đẩy mạnh thị phần xuất khẩu đã khẳng định giá trị thương hiệu rau Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện nay, huyện Lâm Hà tiếp tục đầu tư các hạng mục hạ tầng lưới điện trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân, đặc biệt là thời điểm mùa khô năm 2024, khi nhu cầu bơm tưới có diện tích sản xuất dự báo sẽ tăng cao. Theo đó, huyện Lâm Hà đã phân bổ nguồn vốn khoảng 45 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nâng cấp các đường dây trạm biến áp tại 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó chủ yếu nâng cấp đường dây trung thế hạ thế một pha lên thành 3 pha, xây dựng các đường dây mới, đường nhánh vào khu dân cư, khu vực sản xuất, khu vực nguồn điện sử dụng do người dân tự kéo, chất lượng điện áp thấp và chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Việc đầu tư hạ tầng lưới điện không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là vào các thời điểm mùa khô, mà còn là điều kiện để huyện Lâm Hà từng bước hoàn thiện các tiêu chí điện trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đông xuân là vụ lúa mùa sản xuất chính trong năm. Hiện cũng đang là thời điểm mà bà con nông dân ở các địa phương đang tập trung cho việc xuống giống và chăm sóc lúa vụ mùa. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Đạ Tẻ. Cùng với một số khu vực xuống giống vào cuối tháng 1, hiện nay trên 1.100 hectare lúa vụ đông xuân của bà con nông dân tại huyện Đạ Tẻ gần như gieo sà xong. Cũng như những vụ mùa trước, thời điểm này các nông hộ chú trọng thực hiện công tác bón phân, chăm sóc và bơm dưỡng cho lúa. Bà con hàng xóm này là tất cả cùng nhau là xả đồng loạt, bây giờ là đến giai đoạn là mình xịt mầm trước. Xịt mầm xong rồi mình lấy nước vô xong rồi để giữ cho nó tốt. Nói chung là đưa vào cái đồng trà đồng vụ này thì lúa thì nó cũng đạt hơn. Năng suất thì cái đây thì cái khoảng tươi thì được khoảng 5-6 tạ thôi. Độc cơ giới hóa hết rồi. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất lúa vụ đông xuân ở huyện Đạ Tẻ nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung là việc đảm bảo nguồn nước cho cây trồng. Riêng về công tác này, ngay từ đầu mùa khô, địa phương đã chỉ đạo cho ngành chức năng, các xã và trung tâm quản lý công trình thủy lợi triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, tổ chức huy động nhân dân nạo vét lại hệ thống kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn nước phục vụ sản xuất. Ngoài ra, ngành nông nghiệp địa phương cũng chú trọng việc hỗ trợ nguồn giống mới, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Chúng tôi đã tham mưu cho ban huyện xây dựng kế hoạch, tức là tổ chức cho người dân trồng, gieo trồng đồng trà, đồng vụ và đồng thời gắn với đó là cái việc tổ chức điều tiết nước phục vụ đảm bảo không để xảy ra hạn hán ở những cái địa bàn mà có các công trình thủy lợi để nâng cao chất lượng cũng như là nâng cao được cái năng suất trong sản xuất ấy, thì trung tâm nông nghiệp cũng đã tiến hành tổ chức các cái lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh rồi các cái quy trình sản xuất để cho người dân tiếp cận và áp dụng. Đông xuân là vụ mùa sản xuất chính trong năm ở các địa phương. Do vậy, bà con nông dân cần quan tâm phòng, trị các loại sâu bệnh và dịch hại tổng hợp như ốc bưu vàng, bệnh cháy lá, đào ôn cổ bông.
Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, bón phân đúng lịch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn. Có như vậy thì vụ lúa đông xuân mới đạt năng suất và sản lượng cao. Nhằm tiếp tục tạo nguồn lực, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực tạo lập, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng tổ chức tháng gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2024. Thời gian tổ chức phát động từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Địa điểm tại trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng và trụ sở phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố trong tỉnh và các điểm giao dịch xã theo lịch cố định, với mục đích tiếp tục tạo nguồn lực, đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực tạo lập, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội trên tinh thần chung sức đồng lòng của các tổ chức cá nhân cùng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng cùng với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân thực hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân tương ái đối với người nghèo và các đối tượng yếu thế bằng hình thức tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, qua đó thể hiện hành động nhỏ, ý nghĩa lớn để tạo thêm nguồn lực chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nằm khép mình dưới dãy núi cao, thôn Tố Lan, xã An Nhơn, huyện Đà Tẻ, với hơn 90% cư dân là người dân tộc Mạ. Vượt qua những khó khăn ngày mới hình thành, Tố Lan này có bước chuyển mình khá toàn diện, nhất là nghề trồng tre và làm đồ mỹ nghệ đem lại cho bà con một cuộc sống khá về mọi mặt. Về Tố Lan hôm nay, chúng ta càng thấy rõ niềm vui mới của người dân, xen lẫn hơi ấm của một mùa xuân tươi mới. Tố Lan dịp Tết ngập tràn sức xuân. Thời điểm này, hợp tác xã làm tre mỹ nghệ thôn đang hoàn tất các sản phẩm xuất khẩu được khách hàng đặt trước đó. Chị Ca Luyến năm nay ở ngoài 25 tuổi, vào làm tại hợp tác xã, mỗi tháng chỉ có thu nhập gần 8 triệu đồng. Nhờ đó, hai năm nay, cuộc sống gia đình chị khấm khá hơn, đón Tết cũng ấm cúng, đủ đầy. Trước đây em có làm ở bên công ty Đồng Nai, sau đó thì công việc với lại lương nó hơi bấp bênh thì em về buôn làng, thì bên hợp tác xã có đón nhận em làm bên hợp tác xã dạy nghề ở đây. Nói chung là công việc thì cũng phù hợp với bản thân. Với thu nhập hiện tại thì em thấy mức lương khá ổn định. Mức lương như vậy thì bản thân em và cũng bà con trong làng thì cũng có thể để dành dụng để mua sắm trang trại, sắm sửa trong gia đình trong mùa dịp Tết này. Năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận thôn Tố Lan, xã An Nhân là làng nghề trồng và chế biến tre tầm vông. Với diện tích giao khoán 50 hectare tầm vông cho 50 hộ tham gia bảo vệ sản xuất. Bên cạnh đem lại lợi ích về kinh tế thôn, nguồn nguyên liệu từ tre bán cho hợp tác xã sản xuất đồ mỹ nghệ cũng cho thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng đối với các lao động đang làm việc tại đây. Công ty chúng tôi là một công ty làm về nông nghiệp, hướng tới các cái sản phẩm về xanh và đưa các sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài. Thì khi mà có thời gian tìm hiểu ở hợp tác xã tầm vông Tố Lan đây, thì chúng tôi thấy rằng là cây tầm vông là một cây mà nó có cái lợi thế về vùng nguyên liệu và có lợi thế của Việt Nam so với thị trường xuất khẩu. Chính vì vậy mà chúng tôi sau khi khảo sát về vùng nguyên liệu cũng như là làm việc với bà con đây và thấy rằng là về nhân công, về nguyên liệu, tất cả mọi thứ đã đầy đủ. Chúng tôi quyết định chúng tôi về đây để mà đầu tư, để giúp cho kết hợp với hợp tác xã để mà cùng nhau để mà đưa các cái sản phẩm của tre tầm vông ra nước ngoài. Nên thì khi mà về đến đây thì chúng tôi sẽ phải làm rất là nhiều thứ, từ xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến đào tạo nghề cho bà con từ những cái kỹ năng căn bản nhất, từ xử lý nguyên liệu cho đến làm những các cái sản phẩm mà mang yếu tố về đạt được các tiêu chuẩn về mặt xuất khẩu. Chúng tôi cũng phải đào tạo cũng rất là nhiều. Và sau thời gian khoảng 6 tháng thì bà con đây cũng đã bắt đầu làm ra được những cái sản phẩm đầu tiên và đáp ứng được các cái yêu cầu của công ty chúng tôi để mà những sản phẩm nó có thể tiếp cận được các cái thị trường của trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Tại chính quyền địa phương thì sẽ có hỗ trợ, thí dụ như là về kỹ thuật, về tắm bón, và có hỗ trợ, có đề xuất về ban huyện cung cấp thêm thuốc cọ và một lượng phân bón để mà chăm sóc cho những cái tầm vông mà đã thu rồi, khi mà cằn cội để nó phát triển. Từ lúc mà trồng cái tre tầm vông thì cái cuộc sống của người dân là thay đổi hoàn toàn.
Thay vì là cứ đến mùa thì người dân là tự đi làm thuê hoặc là đi thu gom điều hoặc đi lấy măng, thì bây giờ là người ta lại có được cái tầm vông tre rồi, thì người ta chú trọng về chăm sóc và chờ đến ngày khai thác để có cái nguồn thu từ đấy. Thì dựa theo cái đó thì sẽ người dân sẽ có cái thu nhập, là thu nhập từ cái tre tầm vông, thì có phát triển kinh tế, có nâng cao đời sống. Thì từ lúc mà bà con được tham gia vào làng nghề này thì cái tâm lý của bà con là phấn khởi hẳn lên. Thay đổi lớn nhất của bà con giờ đây đó chính là đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và làm thêm những nghề buôn bán nhỏ. Đến nay thôn Tố Lan, xã An Nhân có hơn 100 hộ nhưng chỉ có 2 hộ cận nghèo. Gia đình ông Cao Miếu thời điểm này chuẩn bị đón Tết thêm rộn ràng. Năm nay kinh tế gia đình ông khởi sắc hơn sau một năm chăm chỉ lao động sản xuất. Đảng, nhà nước đã quan tâm như là trồng điều, tầm vông, đặc biệt nhất là tầm vông. Thì là như vậy là đến đây là như vậy bà con đã thu nhập, mang được cái hiệu quả trong gia đình của bà con. Thì là như vậy, từ đó là như vậy là cái đời sống của bà con thì hiện nay thì nó tăng lên rõ rệt trong cái đời sống của bà con. Nhưng mà không còn như trước đây nữa. Trong Tết là như vậy, cổ truyền của Việt Nam thì hiện nay là Tết hàng năm là như vậy bà con rất phấn khởi, không có việc gì là như vậy lâu lang cả, là như vậy cái đời sống của bà con cũng đã là như vậy là đi lên rõ rệt rồi. Niềm vui mà người dân Tố Lan có được hiện rõ trên mỗi công trình và diện mạo mới. Xuân ở Tố Lan này có một đời sống khác, ở đó mọi người đều cảm nhận được sự yên vui trong cuộc sống. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: quy mô gói tín dụng cho vay lâm sản, thủy sản sẽ tăng gấp đôi lên 30.000 tỷ đồng. Đà Nẵng, ba anh em ruột cùng xung phong lên đường nhập ngũ. Chỉ ngay trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn đã có liên tiếp những tin vui về xuất khẩu nông sản như xoài hạt lép An Giang, củ cải muối Hà Giang. Đáng nói là những nông sản này sẽ tới những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản. Tại An Giang, lô xoài hạt lép đầu tiên xuất sang thị trường Hàn Quốc mở ra triển vọng cho giống trái cây độc đáo của miền Tây. Xoài hạt lép thuộc giống xoài tượng da xanh, có trọng lượng trung bình khoảng 0,3 kg, bằng một nửa so với trái bình thường. Loại trái này còn được biết đến là xoài cốc, xoài đèo. Còn tại xã Nàng Ma, Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki của Nhật Bản tổ chức xuất khẩu 18 tấn củ cải muối sang thị trường Nhật Bản. Dự kiến lô hàng củ cải muối của huyện Xín Mần sẽ đến Nhật Bản sau một tuần qua đường tàu biển. Việc thực hiện chương trình liên kết theo chuỗi giá trị, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần giảm nghèo trên địa bàn huyện. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, sáng nay Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Theo thông tin tại hội nghị, quy mô gói tín dụng cho vay lâm sản, thủy sản sẽ tăng gấp đôi lên 30.000 tỷ đồng. Trong số các chính sách hỗ trợ, thì gói 15.000 tỷ đồng cho vay lâm thủy sản đã phát huy hiệu quả rõ nét khi giải ngân được toàn bộ 100% trong năm qua với hơn 6.000 khách hàng. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước đã kêu gọi các ngân hàng thương mại mở rộng gấp đôi quy mô gói này lên 30.000 tỷ đồng, với lãi cho vay thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất vay bình quân của cùng kỳ hạn. Ngoài 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, còn có sự tham gia của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác để tăng hiệu quả, lan tỏa. So với quy mô năm ngoái, chúng tôi đăng ký gói 300 thì và cho qua triển khai, thì chúng tôi cũng đã có tiếp cận được một số các hàng tiềm năng và chúng tôi tự tin là đăng ký lên gói 1.000 tỷ với Ngân hàng Nhà nước. Thì chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại đã và đang tham gia sẽ tiếp tục có một cái gói bổ sung cái gói này thêm 15.000 tỷ nữa, khoảng sẽ có 30.000 tỷ là cái gói hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất chế biến rồi xuất khẩu lâm sản thủy sản. Thế và bên cạnh đó thì còn một số các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm tích cực cho cái lĩnh vực tín dụng của năm 2024. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thúc đẩy vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, triển khai gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tuy nhiên, phía các ngân hàng thương mại đề xuất các địa phương cần sớm tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản, nhà ở xã hội để ngân hàng có cơ sở giải ngân. Nhiều nội dung khác cũng được bàn thảo tại hội nghị như việc thúc đẩy cho vay tiêu dùng, cho vay theo chuỗi giá trị hay việc gia hạn thông tư 02 về cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ doanh nghiệp.
Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, ngư dân vùng Bãi Ngang, Quảng Bình vui mừng khi liên tiếp trúng lộc biển đầu năm. Chỉ sau một vài giờ đánh bắt, nhiều thuyền đã trở về với hàng tạ hải sản tươi ngon cho thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày. Đáng mừng hơn, vụ đánh cá đầu năm nay vừa được mùa vừa được giá. Trời nắng đẹp, biển êm trong những ngày đầu năm mới, hàng trăm tàu cá công suất nhỏ của ngư dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ đi biển. Các thuyền trở về đầy ắp cá trích, cá khoai với giá bán trung bình 15.000 đồng trên 1 kg. Một ngày ra khơi cho thu nhập hơn 5 triệu đồng. Đầu năm đến giờ thì thuyền chúng tôi đi được 3 chuyến rồi. Nhưng mà năm nay mùa cá trích cũng được. Trong năm nay thì mùa bội thu hơn. Sau Tết thì ba con ngư dân ở xã Hải Ninh cũng đang được mua cá trích, giá thu nhập cũng cao, ổn định. Nhưng ba con cũng được một mua cá trích rất phấn khởi. Các bãi ngang dọc theo bờ biển tỉnh Quảng Bình, khoảng gần 2.000 tàu cá công suất nhỏ của bà con ngư dân đã mở cửa biển đầu năm, dong thuyền ra biển lớn đánh bắt và liên tục cập bờ mang theo hàng tấn hải sản. Thuyền về đến đâu các thương lái đã mua hết đến đó với giá cao. Còn trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp sẽ tiếp tục tham mưu ban tỉnh chỉ đạo khai thác theo cái hướng tăng cường giá trị gắn với bảo vệ nguồn lợi, tập trung chủ yếu các cái giải pháp ấy. Trước hết là chuyển đổi các cái nghề mà ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi, tận diệt nguồn lợi như nghề giả cao, nghề súng điện, nghề minh, các cái nghề mà bất hợp pháp để là bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đối với người dân vùng Bãi Ngang, những chuyến sông biển đầu năm mới thu được nhiều lộc biển là một điều may mắn. Qua đó kỳ vọng vào một mùa biển mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nhận thấy quân đội là môi trường lý tưởng để rèn luyện và trưởng thành, trong đợt tuyến quân năm nay, tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, có 3 anh em ruột đã cùng xung phong nhập ngũ. Đây là một trường hợp hiếm gặp khi có đến 3 anh em trong cùng một gia đình tham gia nghĩa vụ quân sự cùng lúc. Trong đợt tuyển quân năm nay, Hội đồng quân sự phường Tam Thuận đã khá bất ngờ khi có đến 3 anh em ruột trong một nhà cùng viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Và điều đặc biệt là cả 3 thanh niên này đều đủ điều kiện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ba anh em ruột này là Hiền Nhân, Hiền Nhơn và Hiền Phúc. Trong đó, Nhân và Nhơn là hai anh em sinh đôi, còn Phúc là cậu em út vừa đủ 18 tuổi. Và đây cũng là một trong những cái trường hợp rất là khó gặp kể cả toàn quân. Bởi vì nếu sinh đôi thì chúng ta là có thể gặp được, chứ còn nếu mà có ba anh em ruột cùng đi cùng lúc là rất là khó. Bên cạnh đó cũng có một người anh là bà con cũng là tham gia của ba anh em này, cũng tham gia trong đợt này. Như vậy là trong một gia đình là thành là 4 người tham gia cùng lúc. Đến tới thời điểm hiện tại thì 4 thanh niên đều đã an tâm tư tưởng. Do điều kiện khó khăn, bố mẹ thì thuê nhà ở ngoài, còn ba anh em đang sống chung nhà với bà ngoại. Vì vậy, khi tất cả cùng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẽ chỉ còn mình bà ngoại ở ngôi nhà này. Thế nhưng, khi các em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cả gia đình hai bên nội ngoại đều rất ủng hộ. Lo thì cũng lo, nhưng mà lo thuộc phải bổn phận, phải có ý định này thôi, nhưng cũng có lời khuyên để cố gắng đi để riêng mình cho tốt, thân thể hơi tốt hơn. Về ngoài để cho ngoài mừng, ví dụ báo tin tốt là ngoài mừng thôi. Khi mà ngày 30 mà cúng ông bà xong đó, thì ngồi lại đó thì mấy cô mấy chú cũng khuyên. Thì nói thì nếu cái con đã quyết định vào đó thì cái con phải thể hiện hết mình. Nói chung là cái gì cũng hết mình hết, về đạo đức, về tư tưởng, về công việc cũng như học tập. Được biết, qua công tác bố trí, đã có một đơn vị không quân đến làm việc với địa phương và tiếp nhận ba anh em ruột Hiền Nhân, Hiền Nhơn và Hiền Phúc vào cùng một đơn vị. Đây cũng là cơ hội để cả ba cùng hỗ trợ nhau khi thay đổi môi trường sống, môi trường sinh hoạt. Ba tụi em ở chung cùng một đơn vị thì đó, em nghĩ đó cũng là như là một lợi thế. Tại vì có thể bà con có mặt ba anh em nó cũng giống như là có thể đâu cùng nhau đoàn kết và cũng sẽ là ủng hộ lẫn nhau để cùng cố gắng ở trong quân đội một môi trường mới, tụi em có thể thực hiện được tốt nhất cũng như hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ cấp trên giao cho. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã xong và ba anh em đang mong đợi đến ngày tham gia lễ giao nhận quân, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ cao cả cho Tổ quốc.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.